Xin mời quý vị cùng gặp gỡ nam danh ca Tuấn Vũ và nữ ca sĩ Hà Vi. Dạ, xin có lời chào đến quý vị. Dạ. Hà Vi xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thuyết Nga Paris by Night 35 năm hành trình. Lần này thì trên sân khấu Paris by Night 126 thì không biết là trung tâm Thuyết Nga đã giao cho anh Tuấn Vũ và chị Hà Vi nhạc phẩm nào? Dạ thì lần trước thì là Tuấn Vũ với Hà Vi có hát một cái bài là hình như là Đừng Nhắc Chuyện Lòng mà khán giả rất là ủng hộ. Rồi kỳ này là trung tâm Thuyết Nga cũng như là mời Tuấn Vũ và Hà Vi lại để hát một bài mà quý vị Tuấn Vũ nghĩ là cái bài này rất là hay mà Tuấn Vũ cũng rất thích. Mà tại vì cái giọng Hà Vi nó rất là hợp với Tuấn Vũ thì Hà Vi em nghĩ sao? Kính thưa quý vị, thì Hà Vi và anh Tuấn Vũ cũng rất là vui được trung tâm Thuyết Nga tái hợp trở lại. Vì cái bài hát Đừng Nhắc Chuyện Lòng là được rất nhiều khán giả khắp nơi trên thế giới yêu cầu và rất là khen ngợi, ủng hộ. Yes. Cho nên là hôm nay là có sự kết hợp. Vì vậy cho nên hai anh em mới có sự kết hợp trở lại. Và hy vọng là bài hát Tình Nghèo Có Nhau sẽ được quý vị khán giả yêu thương, yêu thương giống như cái bài Đừng Nhắc Chuyện Lòng. Mà nếu mà quý vị yêu thương nhiều hơn nữa thì chúng em sẽ rất là vui. Sẽ tiếp tục tái hợp lần thứ ba, lần thứ tư. Bây giờ câu hỏi cuối cùng dành cho nam danh ca Tuấn Vũ là anh là một trong những tên tuổi và gắn liền với trung tâm Thuyết Nga Paris by Night từ những ngày đầu tiên. 35 năm sau, cảm xúc của anh khi đứng trên sân khấu này là như thế nào ạ? Mà Tuấn Vũ bây giờ rất cảm động, mà rất là cảm động. Thì Tuấn Vũ không biết nói gì hơn là xin kính chúc cho Thúy Nga lúc mãi mãi thành công. Và thứ hai nữa là Tuấn Vũ xin cảm ơn nhà may Trương đã tặng cho Tuấn Vũ một cái áo này, nhà may Trương ở Hà Nội. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin cảm ơn nam danh ca Tuấn Vũ và nữ ca sĩ Hà Vi. Xin mời quý vị ủng hộ thật là nhiều cho Paris by Night 126 lần thứ hai tái hợp của Tuấn Vũ và Hà Vi trên sân khấu của trung tâm Thúy Nga. Liên lạc ngay thuyenga.shop.com hoặc là 714-894-5811. Xin chào quý vị.